Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chịu có về một bộ bàn ăn nha. Một bộ bàn ăn rất là lớn nha cô chú anh chị mình ha. Với tủ thờ, đồ đồng để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đây là mã số 1C đầu tiên, 6 cái dĩa nha. Đó, để cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, 6 cái dĩa này là thập niên 90. Đường kính dĩa là 2 tấc 7 nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Nguyên si là lặn luôn, đó, dạng phát nha. Đó, đây 6 cái, mã số 1C. Đó, ai tuổi thân không mà nha. Đó, có một cái là bát quái nha. Đó, một cái dĩa bát quái. Nói chung 6 cái này thì cũng liền lạc là lặn luôn, thành tích hết trơn luôn nha. Đó, đường kính dĩa là 2 tấc 6. Đó, 6 cái này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn. Có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. 1 triệu em bao phí ship luôn. Mã số 2C. Em còn được 6 cái mâm nha. Đó, đường kính 5 tấc 2. Trọng lượng nặng cũng là 1,2 kg luôn. Mã số 2C. Đây, cái tích này á là Phước Lộc Thọ nha quý anh chị mình ha. Đó, cái này là em bán rất là nhiều rồi, quý anh chị mình xem giùm em nha. Đây, cái này là Thiên Nga Hồ Sen. Đó. Còn cái này là Bát Tiên Quá Hải nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Rất là đẹp luôn. Đó, một cái là 1.100.000 bao phí ship và bao đánh bóng luôn nha. Bao phí ship và bao đánh bóng cho cô chú chị mình luôn. Đây là mã đáo thành công. Đó. Đây, tới Tùng Cúc Trúc Mai. Em cân thử cho cô chú chị mình xem nha. Đó, đúng 1,2 kg. Đó, trọng lượng nặng 1,2 kg, đường kính là 5 tấc 2. Đó, giá là 1.100.000 bao phí ship, bao đánh bóng cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình á, trong thời gian qua đã ủng hộ những cái mặt chống đồng. Đây, tới mặt chống đồng mã số 3C. Đường kính mặt chống đồng là 4 tấc. Đó, trọng lượng nặng là 600 gram. Đó, em quay gõ cho cái cân nặng cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, đây. Đó, nó có hai móc treo. Cô chú anh chị mình muốn treo hướng nào cũng vẫn được, ba móc luôn. Đó, ở dưới đây. Đó, mặt chống đồng. Cũng là 1.100.000 bao phí ship và bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 4C. Đó chính là một con cóc ngậm vàng. Đó, một con cóc ngậm đồng tiền, trọng lượng nặng là 4,4 kg. Đó. Chiều cao con cóc là 1 tấc 9. Chu vi chỗ con cóc ngồi là 66 nha. Đó, rất là đẹp. Đây, cóc vàng nha quý anh chị mình ha. Đó, đứng trên đống vàng ngậm tiền. Đó. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, quý anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó. Cóc này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 2,8 triệu, nặng 4,4 kg. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có siêu tầm được một con trâu nha. Đó, một đồng cởi trâu. Triều phu cởi trâu nha. Đó, liền lạc là lặn luôn, trọng lượng nặng là 1,9 kg. Chiều cao luôn á là 2,5 tấc. Chiều dài con trâu là 2,9 tấc. Đó. Hoành bụng của nó luôn. Đây, để em coi thứ coi nha. 2,7 tấc. Đó, trâu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, tới em có cái sông chầm mắt tre nha. Mã số 6C. Sông chầm mắt tre rất là đẹp luôn. Chất liệu bằng đồng. Cái này em đánh bóng sơ sơ vệ sinh lại rồi. Đó, cô chú anh chị mình có nhu cầu thì em vệ sinh kỹ lại cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 6C. Trọng lượng nặng 800 gram, chiều cao 1 tấc 1, đường kính miệng 1 tấc. Đó, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,2 triệu. Bao ship toàn quốc nha, 1.200.000. Đó, mã số 7C, một cái bình trà và hai cái ly nha. Đó. Chiều cao là 1 tấc 4, đó, chất liệu bằng đồng nguyên cái luôn. Đó, ly này là ly tàu nha. Đó, thập niên khoảng 90 thôi, qua văn vẽ rất là đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó, một cái ly và một hai cái ly, một bộ bình trà. Có giá là 900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha.
Đây, tới em có một mớ đồng tiền nha, đồng tiền xưa, mã số 8C. Đó, đó, cái này là nửa ký đồng tiền nha của chú chị mình ha. Đó, có những cái mặt bông lúa này thì nó đóng năm trên đây luôn nha. Đó, hoặc là của Việt Nam có, của Pháp có, của Mỹ có. Ở đây là nó đóng 1938, những cái đồng tiền này là 1938 nha, của chú chị mình có nhu cầu thì chú em sẽ chụp hình kỹ cho chú chị mình coi. Đó, hoặc là 1938. Đó, hoặc là 1928 hay là 1947. Đó, những cái nữ thần này là 1947 này nha. Đó, của chú chị mình không gõ thì chú em sẽ chụp kỹ cho chú chị mình coi. Nửa ký lô. Đó, nửa ký lô này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, có giá là 800.000 nửa ký bao ship toàn quốc nha. Nửa ký nha. Đó, 800 bao phí ship toàn quốc luôn. Mã số 99C. Đó chính là những cái khu bánh kẹp nha. Đó, những cái khu bánh kẹp đây. Đó, hai cái là nhập lại là một cái bánh kẹp mà để đường phía trên đó. Chất liệu là bằng thau. Đó, nguyên bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 500.000 bao ship toàn quốc nha. Đây, tới một cái chảo nhỏ. Đó. Trọng lượng nặng của nó thì có 100 gram thôi. Đường kính chảo là 1 tấc 7. Đó. Đó, chảo này thì chuẩn xưa rồi nha cô chú chị mình ha. Đó, đây. Mã số 10C có giá 500.000 bao ship toàn quốc nha. Đó, để dành chi hùng dịch là khỏi chê luôn. Đó. Mã số 11C ba cái ấn nha. Đó, ấn này chất liệu bằng đồng. Đó, cái nào nó cũng khác nhau hết nha cô chú chị mình ha. Trọng lượng nặng ba cái là 2,2 kg. Đó, cô chú chị mình xem lưng giùm em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Một cái là 500.000. Đó, ba cái á, thì 1,4 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Ba cái ấn, một cái là 500. Đó, ba cái là 1,4 triệu. Mã số 12C, một cái ấm tiểu nhị nha. Em còn có một cái, hai cái nữa hết rồi. Trọng lượng nặng 1,8 kg, chiều cao là 3 tấc 7. Đường kính miệng ấm của nó luôn là 9 phân. Đây, chu vi cái đế ấm của nó luôn là 71 nha. Đó, liên lạc lành lặn luôn, vẫn xài tốt bình thường nha quý chị mình ha, nhận vẫn nấu nước được nha. Đó, ấm tiểu nhị chất liệu bằng đồng, tuổi đời trên 50 năm em bao cho quý của chú anh chị mình luôn. Đó, có giá là 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho quý chú anh chị mình luôn nha. 3,2 triệu bao phí ship luôn. Đó, mã số 13C, một cái ấm tiểu nhị nha. Đó, cái lồng trong này để người ta bỏ than để giữ độ nóng nha. Cái khung này là khung gỗ rất là đẹp. Chiều cao của nó luôn là 77. Đó, đường kính miệng của nó luôn là 1 tấc 2. Ấm này chu vi miệng của nó thì nó cũng hơi bị tét tí xíu, nhưng mà vẫn xài tốt bình thường. Đó, lòng ấm phía sau của nó đây, nó là để than để ta giữ cái độ nước cho nó nóng nha. Đó, vẫn xài tốt nha cô chú chị mình ha. Đó, cái này thì cô chú chị mình có lấy thì chú em sẽ chấm chì lại cho cô chú chị mình liền lạc lành lặn hơn. Đó, cho đẹp nha. Đó, em quay không gõ chi tiết của chú chị mình, cứ chụp hình để em gửi Zalo mình cho cô chú chị mình biết thêm chi tiết nha. Đó, bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có một bộ bàn ăn gồm có 8 cái ghế hai bên và hai cái ghế chủ gia nha. Hai ghế chủ gia thì có tay vịn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây để em đo thử cái ghế chủ gia nó thử rồi nha. Đó, ghế này nặng lắm nha cô chú chị mình ha. Đó, mặt là mặt đá. Đó, em đo từ cái vách lưng chở xuống tới dưới chân luôn là 1m06. Đó, từ tay vịn bên đây qua tay vịn bên đây là 5 tấc 9. Đó, mặt đá là còn rất đẹp nha. Đó, phủ bì mặt đá là 5 tấc 1. Đó, lọt lòng chỗ ngồi luôn á là 4 tấc 9 nha, rất ngồi rất là thoải mái. Đó, cẩn hết trơn, cẩn hai mặt luôn nha cô chú chị mình ha. Chiến rồi em có bán một bộ đó, nhưng mà bàn vuông, chiến này là bàn oval nha, rất là đẹp. Ghế thì cũng có một kiểu một thôi. Đó, này là hai cái là hai đầu. Đó, còn cái này á là ghế đơn. Đó, nó có 8 cái, ghế này có 8 cái nha. Đó, nói chung là đồ nó hơi xưa thì cũng có một chốc, một con ốc, hai con ốc nha cô chú anh chị mình ha.
đó, Du Di thông cảm cũng Du Di thông cảm một hai cái thôi, một hai con đó. Ghế này cũng rất là dày, đố ghế dày là cũng khoảng tầm từ giá 4 phân nha. Đó, em đo tại đây là khoảng 3 phân rưỡi rồi nè. Đó, rất là đẹp. Nói chung là hàng cũng liền lạc, liền không hư một chỗ nào hết. Đó. Rồi để em đo chân bàn nha. Chân bàn là nguyên đố luôn, là 4 tấc 4 tấc 4 nha. Đó, để em đo chiều dài thứ rồi nha. Đây là nguyên một mặt đá riêng của nó luôn. Đó, nguyên mặt đá luôn nha. Chiều dài cái bàn là 2m3. Đó. Bề ngang của nó luôn là 90. Chiều cao lên là 80. Đó. Bộ này nó có 11 món nha. Đó. Cái bàn này không khoảng cỡ 4 người ginh là hơi bị mệt nha. Đó, rất là nặng. Đây, cây là bằng cây gõ nha, cẩn là cẩn 4 mặt đều hết, bàn oval. Đó, chiến rồi là em bán bàn vuông. Đó, bàn chủ nhật chiếc này là bàn oval nha, rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn. Đó, chất liệu cây là bằng gõ cẩn ốc. Đó. 8 cái ghế, đó, hai ghế hai đầu đó là 10 cái ghế và cái bàn nữa là 11 món. Đó, rất là đẹp, liền lạc lành lặn. Bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 110 triệu. 110 triệu em bao phí ship toàn quốc nha. Còn nếu mà ở gần thì chúng em sẽ bớt tiền ship rồi cho cô chú anh chị mình chút đỉnh uống cà phê với em nha. Đó, 110 triệu bao phí ship toàn quốc, còn ở gần thì chúng em sẽ bớt tiền ship lại. Mã số 15C, một cái tủ thờ cẩn ốc. Đó, chất liệu cây là bằng gõ. Đây, để em đo chiều cao nha. Chiều cao của nó luôn là 1m54. Đó, 1m54 nha. Bề ngang lớn nhất là 1m4. Đó. Bề ngang nhỏ nhất của nó luôn là 1m26. Đó. Chiều sâu vô nhỏ nhất của nó luôn là 4 tấc 7. Chiều sâu vô lớn nhất của nó luôn là 5 tấc 9. Đây, cẩn ốc rất là đẹp luôn nha quý chị mình ha. Đó, do người ta quýnh mặt ni. Đó, nó hơi ấy. Đó, cái này chúng em sẽ chà ra cho ốc nó nổi lên như gì, rất là đẹp. Đó, như cái này là em chà rồi nè, cái này là em chưa chà nè. Đó, chút xíu nữa em sẽ vệ sinh cho quý chú anh chị mình nha. Đó, để cho nó ốc nó nổi lên, rất là đẹp luôn. Đó, rồi cái này bắn keo bóng lên. Đó, là khỏi chê chỗ nào hết nha. Chất liệu cây là bằng gõ. Đó, quý chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 40 triệu. 40 triệu em bao phí ship cho quý chú anh chị mình luôn là 1.000 cây số nha. 40 triệu em bao phí ship 1.000 cây số. Rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Chịu rất là nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.